bus. Con muốn đi tẹt rồi này, gấp lắm ba ơi. Ôi không xong rồi, mình cần đi gấp bây giờ. Ôi ướt hết quần rồi này, hứ 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 hứ. Ôi không không mà quần mình ướt hết mất rồi. Ôi Timmy, ôi không sao đâu con yêu. Khi muốn đi vệ sinh thì con hãy nói ngay, không nên chần chừ và cần đi gấp ngay nào. Hãy nhớ kéo quần của mình xuống thấp nhé con. Xong ta hãy ngồi cẩn thận lên chiếc bô này. Đừng quên rửa tay con nhé. Khi muốn đi vệ sinh thì con hãy nói ngay, không nên chần chừ và cần đi gấp ngay nào. Hãy nhớ kéo quần của mình xuống thấp nhé con. Xong ta hãy ngồi cẩn thận lên chiếc bô này. Ôi con yêu, con giỏi lắm. Con làm được rồi. Hãy dùng giấy vệ sinh. Rất tốt. Cứu! Cứu tôi với! Có cháy! Cứu! 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 Xe quái xe cứu hỏa! Bạn là siêu anh hùng! Trông cậu ấy thật ngầu! Tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người như cậu ấy. Có ai cần tôi giúp không? Quay xe xe tải tôi đây. Bùm bùm bùm, mình mạnh mẽ lắm nhé. Mình rất thích giúp đỡ bạn ơi. Mỗi khi bạn gặp chuyện thì hãy gọi tôi. Tôi sẽ sớm có mặt. Quay xe xe tải bạn à, tôi cần giúp. Bạn lấy trái bông bị mắc trên cành cây. Hãy yên tâm không sao đâu, mình lấy bông xuống cho bạn ngay. Thật vui khi giúp đỡ các bạn. Cái cây bị gãy rồi. Tôi xin lỗi. Quay xe xe tải tôi đây. Bùm bùm bùm, mình mạnh mẽ lắm nhé. Mình rất thích giúp đỡ bạn ơi. Mỗi khi bạn gặp chuyện thì hãy gọi tôi sẽ sớm có mặt. Quay xe xe tải bạn à, tôi cần giúp. Đồ chơi đã mất, bạn giúp tôi tìm ngay. Hãy yên tâm không sao đâu, vì đã có tôi ở đây. Thật vui khi giúp đỡ các bạn. Quay xe xe tải bạn à, tôi mắc kẹt ở đây. Nào hãy đến giúp đỡ tôi bạn ơi. Cứ yên tâm không sao đâu, giờ tôi sẽ đến giúp bạn ngay. Thật vui khi giúp đỡ các bạn. Quay xe cứu hỏa tôi đây. Rum rum rum, đằng kia có cháy lớn, cần giúp ngay bạn ơi. Mỗi khi bạn gặp chuyện thì hãy gọi tôi và tôi sẽ sớm có mặt. Nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn bạn đã giúp tôi quay xe xe tải. Không có gì đâu. Wow.
con bị cảm lạnh rồi phải không? Nếu con đi gặp các bạn, con có thể lây bệnh cho các bạn nữa đấy. Chúng ta phải đi khám bác sĩ thôi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Con không muốn đi khám bác sĩ đâu. Đừng lo con yêu, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Vâng ạ. Cần gặp bác sĩ khi mình cảm thấy ốm con yêu à. Mình cần đi khám ngay nào, con rất dũng cảm mẹ yêu ơi. Giờ mình cần đo nhiệt độ, vâng bác sĩ hãy đo nhiệt độ. Kiểm tra xem có sốt không nào, tớ rất dũng cảm bạn à. Giờ mình kiểm tra cổ họng, làm theo tôi ha to miệng. Cổ họng mình đã khám xong rồi, tớ rất dũng cảm bạn à. Giờ mình dùng ống nghe này kiểm tra xem nhịp tim của bạn. Thật tuyệt, tớ thích khám bệnh, tớ rất dũng cảm bạn à. Bạn cảm lạnh một chút thôi mà, hãy yên tâm, không sao đâu bạn. Cần uống thuốc phải uống nước nhiều, bạn sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Cần gặp bác sĩ khi mình cảm thấy ốm con yêu à. Mình cần đi khám ngay nào, con rất dũng cảm cô ơi. Giờ mình cần đo nhiệt độ, vâng bác sĩ hãy đo nhiệt độ. Kiểm tra xem có sốt không nào, tớ rất dũng cảm bạn à. Giờ mình kiểm tra cổ họng, làm theo tôi ha to miệng. Cổ họng mình đã khám xong rồi, tớ rất dũng cảm bạn à. Giờ mình dùng ống nghe này kiểm tra xem nhịp tim của bạn. Thật tuyệt, ta thích khám bệnh, ta rất dũng cảm bạn à. Bạn cảm lạnh một chút thôi mà, hãy yên tâm, không sao đâu bạn. Cần uống thuốc phải uống nước nhiều, bạn sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Chào buổi sáng. Ồ, đó là băng chuyền kìa. Yeah. Chúng mình rất thích để đi khắp nơi bằng băng chuyền. Mình là sushi màu đỏ đây rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi màu vàng đây rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Ta đi lên chiếc băng chuyền, rất thú vị bạn ơi. Tớ chẳng thấy gì cả. Màu sắc của chúng ta không giống nhau. Mình là sushi màu đây rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền, rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi. Hả?
đến và thử nào. Wow. Xe tải pizza rất ngon này, các bạn mau đến đây nào, hãy nhìn xem đấy các bạn, tôi làm pizza ngon tuyệt, trộn đều lên, trộn đều lên, nhào bột thôi, mình làm pizza, hãy đến ăn những chiếc bánh tôi làm, bạn nhìn đây có hấp dẫn không? Thu 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 la la la, thu 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 la la. Pizza rất ngon này, các bạn mau đến đây nào, hãy nhìn xem nhé các bạn, tôi làm pizza ngon tuyệt, trộn đều lên, trộn đều lên, rồi mình lăn lăn bánh thôi, hãy đến ăn những chiếc bánh tôi làm, bạn nhìn đây có hấp dẫn không? Tu 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 la la la, tu 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 la la. Wow, bên này trông còn hấp dẫn hơn nữa. Xe tải pizza rất ngon này, các bạn mau đến đây nào, hãy nhìn xem nhé các bạn, tôi làm pizza ngon tuyệt. Này xúc xích thật là thơm, này cà chua mình cắt thôi, hãy đến ăn những chiếc bánh tôi làm, bạn nhìn đây có hấp dẫn không? Tu 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 la la la, tu 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 la la. Ấm áp, cảm ơn con của mẹ.
chúng ta nên cảm thông với ba mẹ khi ba mẹ không thể giúp mình. Ba mẹ của bạn còn phải chăm sóc những thành viên khác trong gia đình. Hãy đặt mình vào vị trí của ba mẹ. Cố gắng hiểu những gì ba mẹ làm cho bạn và học hỏi. Và hãy yêu ba mẹ như cách ba mẹ yêu mình nhé. Đây. Cháu muốn mua một cây kem. Chú rất tiếc, hôm nay hết kem mất rồi. Tớ thấy nồng bừng mà tớ đang đổ. Thật bực mình quá, thật bực mình quá. Mình thành dòng giận dữ, dòng giận dữ. Phải làm sao? Mình phải làm gì đây? Một chú dòng giận dữ. Đừng đuổi theo tôi nữa. Một chú dòng giận dữ. Hãy đi đi. Một chú dòng giận dữ. Mà tớ đang đòi. Thật bực mình quá, thật bực mình quá. Mình đang giống giận dữ, giống giận dữ. Hãy đi chỗ khác. Hãy mặc kệ tớ. Hãy đi chỗ khác. Bởi vì một chú giống giận dữ. Tớ không cần ai hết. Một chú giống giận dữ. Tớ thấy nồng bừng mà tớ đang đỏ. Thật bực mình quá, thật bực mình quá. Mình thành dòng giận dữ, dòng giận dữ. Phải làm sao? Mình nên làm gì đây? Một chú dòng giận dữ. Đừng đuổi theo tôi nữa. Một chú dòng giận dữ. Hãy đi đi. Một chú rồng giận dữ. Tớ sẽ cho cậu biết cần phải làm gì khi cậu thấy tức giận. Hãy làm cho rồng giận dữ đi thật xa. Hãy hít sâu nào. Bình tĩnh. Xua tan giận dữ. Hãy hít thật sâu. Bình tĩnh. Hãy cười thật to. Khi thấy giận dữ phải làm gì? Hãy bình tĩnh. Cơn giận sẽ hết. Bạn hãy cười thật to. Cùng cười nào. Nếu bạn đang tức giận, hãy hít thở thật sâu và bình tĩnh lại. Bạn sẽ có thể làm cho rồng giận dữ biến mất. Nếu thấy tức giận, tớ nên làm gì? Đừng để cơn giận khiến mình phiền lòng. Hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Bạn sẽ thấy tốt hơn và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mimi, Teddy có mùi ghê quá. Cậu ấy ị rồi. Hãy thay bỉm cho cậu ấy thôi. Vâng ạ. Mimi, Daddy khát nước rồi. Hả? Vậy hãy cho cậu ấy uống một chút nước. Được ạ. Hả? Các con hãy dừng lại ngay, hãy coi chừng. Đừng nên chạm tay vào âm điện nhé. Rất nguy hiểm đó, con yêu nhớ không nên chạm. Các con phải hỏi người lớn khi muốn rót nước nóng. Đừng tự rót, rất nguy hiểm. Hãy nhìn hơi nước ở kia, đó là gì? Là chiếc bàn là hơi đây, em hãy xem kìa. Hãy coi chừng, bạn là hơi ở đây và
chạm. Các con hãy tránh xa khỏi bàn là nóng nhé. Tay của con bị bỏng, hãy làm mát bằng nước lạnh nhé. Đồ điện thật là đáng sợ. Vậy nên các con phải luôn cẩn thận. Và hãy đảm bảo rằng con sẽ không chạm vào chúng, con có thể bị thương. Vâng ạ, chúng con hiểu rồi. Kiki, chúng ta sẽ ra ngoài sân chơi cùng nhau nhé. Được thôi, chúng ta chơi trò gì đây? Vậy chúng ta chơi trò đuổi bắt đi. Tuyệt, vậy tớ sẽ là người đuổi bắt cậu trước. Trong sân trường này có rất nhiều bạn, thật là vui khi chơi bên nhau. Hãy nhớ cẩn thận khi có người lạ, đề phòng nhé khi họ lại gần. Chú là ai? Bạn nhỏ, lại đây với ta, ta có kẹo mút này. Không, cô giáo đã nói rằng không được nhận bất cứ thứ gì từ người lạ. Cô Mây Mây, có một người đàn ông lạ mặt ở đây. Khi có người lạ, cố gắng gần bạn. Đừng sợ hãi, hãy nói không không. Hãy gọi sự trợ giúp từ mọi người. Và nên cố gắng tự bảo vệ. Các cháu làm tốt lắm. Khi các cháu thấy người lạ quanh đây, hãy nói với cô giáo của mình ngay lập tức. Vâng ạ, chúng cháu sẽ tự bảo vệ bản thân. Các bạn nhỏ, hãy nhớ bảo vệ chính mình nhé. Tắm thôi nào, Timmy. Ngồi đầu nhé bé yêu, mình cùng tắm mà thôi. Mau xem ba nhé con, con xa xa giống ba. Kỳ cọ tay nhé con, kỳ cọ đôi tay đáng yêu. Nào nhắm mắt vào nhé con, kìa nước mắt bồ ta đi tắm vui ghê, tắm vui ghê. Kỳ lưng nhé bé yêu, mình đi tắm rất vui. Ta mau xoa cái bụng, con xa xa giống bà. Kỳ cọ cả nách vào đó. Hô 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 hô, ô ta đi tắm vui ghê, tắm vui ghê. Tắm thôi nào, tắm thôi nào, con có thể tự tắm không? Tắm thôi nào, tắm thôi nào.
rửa tay nhé bé yêu. Rửa tay tay bé xinh, mau xem ba nhé con. Can xa xa cái chân, kỳ sạch hết 10 ngón tay, kỳ sạch hết bàn chân, kỳ tay xong kỳ đầu gối. Kìa nước mắt ô ta đi tắm vui ghê. Con cảm thấy thật sảng khoái. Hãy uống một chút nước sau khi tắm con nhé. Rồi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Các hành khách đang đợi, khi nào chúng ta có thể đi đây? Nếu tôi không thể giao biểu kiện đúng hạn, tôi sẽ không thể kịp đến Giáng sinh mất. Bây giờ tớ sẽ phân làn đường. Công an giao thông, công an giao thông. Khi tham gia giao thông, quan sát tín hiệu này, xe buýt hãy đi thẳng nhà. Đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh là đi, còn đèn vàng lại nhé. Công an giao thông, công an giao thông. Khi tham gia giao thông, quan sát tín hiệu này, sang trái nhé xe tải ơi. Đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh là đi, còn đèn vàng thì chú ý đi chậm lại nhé. Xin lỗi, tôi đã làm rơi bao quả của mình xuống dưới biển. Các bạn có biết nó ở đâu không? À, đó là bao quả của ông già Noel. Nó ở đằng kia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu quả bị mất, chắc chắn bọn trẻ sẽ rất buồn. Đây là món quà Giáng sinh cho các bạn. Giáng sinh vui vẻ. Wow, cảm ơn ông già Noel. Không có gì. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi giao quà đây. Tạm biệt. Tạm biệt, chúc ông Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Wow. Không biết là ở bên trong là loại xe gì nhỉ? Hãy mở nó ra nào. Được thôi. Đầy trương xinh sạc màu. Bên trong là gì nhỉ? Mình hãy mau xem nào. Cậu sẵn sàng chưa?
chào các bạn. Các bạn nhỏ có muốn biết đây là ai không? Hãy làm quen với cô ấy nhé. Tôi là xe cảnh sát. Tôi có đèn nhấp nháy lớn và có tiếng còi rất to. Tôi nháy đèn và bật còi báo động để đưa ra lời cảnh báo cho những kẻ xấu và yêu cầu những chiếc xe khác trên đường tránh sang một bên. Xe cảnh sát, bạn có còi báo động và đèn rất cao. Nhưng tôi chỉ sử dụng chúng cho công việc của tôi thôi. Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn làm gì không? Tôi là xe cảnh sát. Tôi tuần tra trên đường phố và bắt kẻ xấu để giữ an toàn cho mọi người. Khi bạn gặp rắc rối hoặc nguy hiểm, đừng quên gọi 113. Đã đến lúc tôi phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt Kiki và Miu Miu. Tạm biệt xe cảnh sát. Không có gì là tôi không thể làm, bởi vì tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Hãy đi tuần tra thôi nào. Tôi sẽ cảnh sát đây làm nhiệm vụ tuần tra. Khi gặp khó khăn, bạn gọi tôi giúp ngay. Wee 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 wee, kẻ xe kia mình đi giúp. Wee 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 wee, mau mau tương trợ ngay. Không có gì là tôi không thể làm. Tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Tôi xe cảnh sát đây làm nhiệm vụ tuần tra. Khi gặp khó khăn, bạn gọi tôi giúp ngay. Wee 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 wee, một xe hư cần tôi giúp. Wee 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 wee, mau mau tương trợ ngay. Không có gì là tôi không thể làm. Tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Tôi xe cảnh sát đây làm nhiệm vụ tuần tra. Khi gặp khó khăn, bạn gọi tôi giúp ngay. Kia một tên cướp. Không, kẹo của mình. Mau mau nhanh đuổi theo. Chạy nhanh nhanh mau bắt được hắn, nhanh thật nhanh. Chạy nhanh nhanh mau bắt được hắn, mau nhanh nào. Chạy nhanh nhanh mau bắt được hắn, bắt chậm ngay. Chạy nhanh nhanh mau bắt được hắn, mau nhanh nào. Có gì là tôi không thể làm. Tôi là xe cảnh sát dũng cảm. Miu Miu, kẹo của bạn đây. Bạn đã lấy lại kẹo giúp tôi. Cảm ơn xe cảnh sát. Không có gì, đây là công việc của tôi mà. Chúc mừng bạn đã quay trúng được xe cảnh sát. Đây là xe cảnh sát. Bây giờ các bạn đã biết đây là xe gì rồi phải không? Wow! Yeah! Wow! 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 Tôi tự hỏi loại xe bên trong là gì nhỉ? Cùng mở nó ra nào! Nhất trí! Đây trưng xinh sắc màu. Bên trong là gì? Mình hãy mau xem nào! Cậu sẵn sàng chưa? Hey! Wow! Xin chào, tớ là Kiki. Còn tớ là Miu Miu. Chào Kiki. Chào Miu Miu. Chào. Các bạn nhỏ có muốn biết đây là ai không?
Hãy làm quen với cô ấy. Tôi là xe cứu thương. Tôi có một cơ thể màu trắng và một hình chữ thập ở mỗi bên. Nó có nghĩa là viện trợ y tế. Ồ, phải rồi. Nhìn này, tôi còn có đèn nhấp nháy lớn. Và nghe này, đây là còi báo động của tôi. Bạn có thể cho chúng tôi biết những gì bạn làm không? Tôi là xe cứu thương. Công việc của tôi là vận chuyển bệnh nhân tới bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp. Khi ai đó bị ốm hoặc bị thương, tôi sẽ đến chỗ họ thật nhanh và giúp họ. Đây là một bộ sơ cứu. Chúng tôi có nhiều vật dụng sơ cứu ở trong đó. Và đây là một cái cáng. Nó chở những bệnh nhân không thể đi lại. Khi những chiếc xe trên đường nhìn thấy hình chữ thập trên thân xe và nghe thấy tiếng còi của tôi, thì họ tránh sang một bên và nhường đường cho tôi. Wow, bạn thật là ngầu, xe cứu thương. Nếu bạn thấy ai đó bị ốm hoặc bị thương, đừng quên gọi 115 nhé. Đã đến giờ tôi phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt. Tạm biệt, xe cứu thương. Chân của tôi. Tay của tôi. Quay được xe cứu thương. Wow. Đây là xe cứu thương. Giờ thì bạn đã biết nó là gì rồi phải không? Wow. Yeah. Tôi là xe kéo, tôi rất khỏe. Tôi là xe cẩu, tôi khỏe hơn anh. Tôi khỏe hơn. Là tôi chứ. Tôi chứ. Đừng cãi nhau nữa các bạn. Chúng ta hãy thử thi tài xem sao. Đi thôi. Nào xem ai khỏe hơn. Nhau ta thi nào, nào xem ai khỏe hơn, cùng xem ai hơn nào. Bắt đầu, mình đua ngay thôi.
kèo. Xem này xe cầu, đi thôi nào mình cùng đi thôi. Kìa xe kéo khỏe hơn tôi. Vroom 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 vroom, tôi khỏe mạnh đây xe kéo này. Vroom 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 vroom, tôi khỏe mạnh đây xe kéo này. Một thứ gì khác đi. Nào xem ai khỏe hơn, cùng nhau ta thi nào. Nào xem ai khỏe hơn, cùng xem ai hơn nào. Bắt đầu. Mình đùa ngay thôi. Xem này xe kéo, xem này xe cầu, đi thôi nào mình cùng đi thôi. Kìa xe cầu khỏe hơn. Khỏe mạnh hơn này. Rung 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 rung, xe cầu khỏe mạnh hơn này. Có người cần các bạn giúp đỡ. Mình cần thoát ra khỏi đây. Bạn ơi hãy giúp mình.